Đây là cách làm một chiếc bánh kem nha các bạn. Lúc nãy chị bỏ dưới trong đây chị. Đó là sữa, Để chị bỏ kem bỏ đánh sữa. lên. Sữa và kem bỏ vào máy đánh lên nha các bạn. Quay cả kênh YouTube mà đang thank you.
bánh nha các bạn.